Đồ gỗ Bảo Đại chúng em xin kính chào tất cả các bác ạ. Dạ cảm ơn các bác những clip vừa qua đã ủng hộ cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em rất là nhiều ạ. Tại trong clip hôm nay em cũng muốn nên giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ và đồ mini ạ. Và sản phẩm đầu tiên hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là một chiếc đĩa ạ. Chiếc đĩa này có chất liệu là gỗ vụ ạ, hay còn gọi là gỗ vụ mật. Chiếc đĩa này em đo đường kính là 37 cm nha các bác. Em đến gần để em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác để chiếc đĩa ạ. Một xem ạ. Chiếc đĩa này được khảm tích bát tiên quá hải nha các bác. Để con xem ạ, đó được khảm ốc xà cừ ạ, rất là đẹp nha các bác. Để con xem ạ, cái đường nét ạ, cắt tỉa ạ, đó các gương mặt các bác xem ạ, cực kỳ là có hồn luôn ạ. Đó, các đường nét cắt tỉa, rất là tơ tóc và sắc nét ạ. Đó. Đây các bác xem ạ, nó qua mặt sau cho các bác xem ạ. Em bác sau các bác xem ạ. Gỗ đồng nguyên một khối luôn nha các bác. Đó các bác xem ạ. Và với chiếc đĩa bát tiên của Hải này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 3 triệu 500 ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác. Đó là một ông cụ di nạc ạ. Ốc cụ di nạc này có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam nha các bác. Em xin đo kích thước cho tất cả các bác ạ. Đã tổng chiều dài ạ, em đo là 27 cm và chiều cao em đo là vào khoảng 17 cm nha các bác. Qua chi tiết hơn cho tất cả các bác về ông cụ di nạc ạ. Đầu tiên ông cụ di nạc này có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam và chất gỗ đỏ đen đen ạ, rất là quý hiếm luôn nha các bác. Đấy, gương mặt đó, gương mặt cụ các bác xem ạ, đó cụ cười rất là hoan hỉ luôn ạ. Ở đây một tay ạ, cụ cầm một thỏi vàng ạ, còn tay bên này ạ, đó là cụ ôm một bao tiền luôn nha các bác. Các bác xem ạ, đó các bác sau cho các bác xem ạ, đó các bác xem ạ, nó vần vèo quằn quại luôn ạ, gỗ là nguyên một khối luôn nha các bác. Đây các bác xem mặt sau ạ, nó chất gỗ ạ, nó chất gỗ đỏ đen, chất gỗ tự nhiên ạ, cũng như một khối ạ. Giá với ông cụ Jin nè, ôm bao tiền này, em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 2 triệu 800 ạ, em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác, đó là một chiếc kỷ ạ. Chiếc kỷ này có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam nha các bác. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho tất cả các bác ạ. Chiều ngang em đo là 40 cm ạ. Và chiều sâu em đo là 17,5 cm. Và chiều cao em đo là 18 cm nha các bác. Em đến gần em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về chiếc kỷ ạ. Các bác xem ạ, đó, chiếc kỷ này có chất liệu là gỗ tata Việt Nam. Để được chạm ạ, đó, đường nét ạ, hoa là tây ạ. Để các bác xem ạ, đó, đó chân ạ, đó, các bác xem ạ, những đường uốn lượn ạ, uốn cong các bác xem ạ, đó, rất là cầu kỳ và thủ công luôn ạ. Mặt sau ạ, đó, gỗ rất là liền lạc và dày dặn luôn nha các bác. Đó, chất gỗ đỏ đen ạ. Vân gỗ thì cực kỳ là vip luôn ạ. Các bác xem. Đây mặt sau ạ. Đó, gỗ rất là đẹp luôn, trong ngoài như nhau ạ. Nên đến mặt để các bác xem. Đó, vân gỗ ạ. Đó, vân gỗ quằn quại ạ. Chất gỗ đỏ đen như các bác. Đây, với chiếc kỷ gỗ chắc này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 2 triệu 600 ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là một chiếc khay trà. Chiếc khay trà này cũng có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam nha các bác. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho tất cả các bác về chiếc khay trà gỗ chắc này ạ. Tổng chiều ngang em đo là 40 cm ạ. Và chiều sâu em đo là 30 cm nha các bác. Em đến gần để quay chi tiết hơn cho tất cả các bác ạ. Đây các bác xem ạ. Các đường đục chạm ạ, nó các bác xem ạ, hai con lồng ạ, đó những đường này hạt trân châu chạy quanh liềm khay luôn nha các bác. Đó. Cái khay này được đục chạm tứ diện luôn nha các bác. Đó. Các bác xem chưa kỹ chưa rõ có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0944058115 để em có thể ghi ảnh chi tiết hơn và giao lưu với tất cả các bác ạ. Các bác xem ạ. Đó, đây ở phía dưới ạ, nó có một chiếc khay mình đựng nước nha các bác, mình sử dụng ạ, rất là tiện lợi và sạch sẽ luôn ạ. Đó. Đến mặt để các bác xem ạ. Đó. Mặt ạ.
bác xem ạ. Gỗ ạ, chất gỗ đỏ đen ạ. Đó. Và với chiếc khay trà gỗ chắc này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 2.500.000 ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác. Đó là một chiếc ghế đung đưa ạ. Chiếc ghế đung đưa này có chất liệu là gỗ cẩm nai nha các bác. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho tất cả các bác về chiếc ghế đung đưa này ạ. Đường kính ngang ở đây, tay ạ, em đo là 72 cm ạ. Và chiều sâu em đo là 75 cm ạ. Và chiều cao của ghế thì hơn 1 m nha các bác. Chiếc ghế đung đưa này cũng có 6 nước ạ. Mình có thể ngả la ạ và dựng lên theo sở thích của các bác ạ. Em đến gần và em quay chi tiết hơn cho các bác về chiếc ghế đung đưa này ạ. Chiếc ghế đung đưa này có chất liệu là gỗ cẩm nai ạ. Đây các bác xem ạ, phần trên này. Đó, đầu tiên ạ, mình giới thiệu đến cho các bác ạ. Đó là hai con lồng trầu nguyệt ạ. Thì dưới đây ạ là ba chữ ạ, phúc lộc thọ ạ. Đó. Đây các bác xem ạ, thu dưới đây ạ. Đây các bác xem ạ. Đó. Cái khẩm cảnh chim hoa nha các bác, phần giữa đây ạ. Đó là đôi phu thê ạ, đôi phu thê viên mãn, ý nghĩa vợ chồng ạ. Các bác xem ạ, đây ạ, phần trắng hồng ở đây ạ, đó là ngà ạ. Và thân đây là thân gỗ xưa và kết hợp với đó ạ là ốc Singapore 7 màu rất là đẹp luôn nha các bác. Các bác xem ạ, vân gỗ thì cực kỳ là VIP luôn ạ. Đó. Đây còn về phần xung quanh này các bác xem nhé, được khảm cạch tứ bình luôn nha các bác. Tứ bình luôn ạ. Đó các bác xem. Đây ở phía dưới đấy, chỗ ngồi đây các bác xem ạ. Đó, vân gỗ thì cực kỳ là VIP luôn ạ. Đó, hai tay ạ này được khảm hai bình hoa luôn nhá các bác. Đó. Đấy. Phần hông này đây các bác xem. Đó, các bác xem ạ. Đó, những đồng tiền đây ạ. Đó, chạy quanh diềm luôn nhá các bác. Đó. Các bác xem ạ, những chữ thọ ạ, đó, những chữ thọ và những đồng tiền này các bác xem ạ, chạy quanh rìm ghế đuôi ạ, các bác xem những đường dây neo liên chi, đó. Và đây đến phần trước đây các bác xem ạ, đó. Ở dưới đây ạ, cũng một chiếc ghế massage đấy nhé các bác, để các bác xem ạ, đó, để massage chân, em ngồi thử cho các bác xem ạ, đó, đây, mùa hè các bác có thể ngồi ạ. Tầm thư giãn ạ. À. Đó, ở phía dưới này mình massage chân nha các bác. Chiếc ghế này có 6 nước thì các bác có thể ngả ra và dựng lên theo sở thích của các bác ạ. À. Ngồi thư giãn cũng rất là thoải mái luôn ạ. À. Và với chiếc ghế đung đưa gỗ cẩm nai này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 20 triệu ạ. À. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. À. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác, đó là một đôi bàn bán nguyệt ạ. À. Đôi bàn bán nguyệt này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật. Đầu tiên nó cũng xin đo thông số cho tất cả các bác ạ. Tổng chiều ngang em đo đường kính mặt ạ. Em đo chiều ngang là 75 cm. Và chiều cao từ mặt đất lên đến mặt bàn ở đây em đo là 82 cm ạ. Em xin đến gần và em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác ạ. Bàn bán nguyệt này được đục khảm, được đục chạm cảnh chim hoa nha các bác. Để các bác xem ạ, đó các đường đục chạm ạ, rất là chi tiết và sắc nét ạ. Các bác xem video thấy hay, thấy đẹp cũng có thể cho em xin một like, một đăng ký kênh ạ, để có thêm động lực phát triển kênh và giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Để các bác xem ạ, đó đường chân ạ cũng rất là dày dặn và chắc chắn nha các bác, gỗ rất là liền lạc luôn ạ. Để các bác xem. Với đôi bàn bán nguyệt này, đây các bác ạ, các bác có thể tách rời ra và sử dụng theo nhu cầu của tất cả các bác ạ. Đó. Đây đến mặt để các bác xem ạ, để bên trong ạ, đó là đá cẩm thạch tự nhiên luôn nha các bác, mặt đá. Gỗ thì cũng rất là mềm nhạt và dày dặn ạ. Và với một đôi bàn bán nguyệt này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 6 triệu ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác. Đó là một chiếc phương đàn ạ. Và chiếc phương đàn này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho tất cả các bác về chiếc phương đàn này ạ. Chiếc phương đàn này em đo có tổng chiều dài là 230 cm ạ. Và chiều sâu
Chiều sâu ạ, em đo là 68 cm nha các bác. Em đến gần và em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về chiếc phương đàn này ạ. Đầu tiên phần trên cùng để bác xem ạ. Đó, phần tựa chính đây là được tạo hình một cây đàn luôn nha các bác. Đó, các bác xem ạ, các đường đục chạm ạ, rất là chi tiết và sắc nét ạ. Và điểm khảm ốc xà cừ rất là đẹp luôn ạ. Đó, các bác xem ạ. Đó, các bác xem ốc xà cừ rất là đẹp luôn, các đường nét cắt tỉa rất là chi tiết và sắc nét ạ. Đây các bác xem ạ, đó đây ạ, được cảnh ạ, đó chim hoa được nha các bác. Đó. Gỗ thì rất là liền lạc và dày dặn ạ. Đây, phần trong lại có một viên đá đã cầm thạch tự nhiên luôn nha các bác. Các bác xem chưa kỹ chưa rõ có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0944058115 để em có thể ghi hình ảnh chi tiết hơn và giao lưu với tất cả các bác ạ. À, nên đến mặt ạ, mặt này nằm trong là một tấm ván đá tự nhiên luôn nha các bác, một tấm ván liền luôn ạ. Em quay phần dưới ạ, đó phần điệu đây các bác xem ạ, được đục chạm ạ, đó, đó. Sóc nho luôn nha các bác, nho ạ, đó nho cuốn trúc ạ, đó những đường ống trúc ạ, những đường mắt trúc. Đó, các bác xem ạ, được đục chạm rất thủ công ạ, và sắc nét ạ. Đây phần chân này, chân ở đây em đo vào khoảng 10 cm luôn nha các bác, rất là dày dặn và chắc chắn ạ. Đó các bác xem. Sang đến phần hông đây em quay cho các bác xem ạ. Đây các bác xem ạ. Đó, các đường đục chạm ạ. Đó. Nho cuốn trúc ạ, những đường mắt trúc ạ, ống trúc. Đó, được đục chạm rất là thủ công ạ. Đó. Gỗ thì rất là liền lạc và dày dặn. Đem qua bên hông cho các bác xem này. Đó các bác xem ạ. Đó. Những lá nho ạ, thân trúc ạ. Đó, đường đục trúc ạ, chân ạ. Đó, được đục trúc luôn nhé các bác. Với mùa hè thì các bác có thể nằm thư giãn, nghỉ ngơi ạ. Với chiếc ghế phương đàn này thì rất là thoải mái luôn ạ. Dạ, với chiếc phương đàn này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 25 triệu ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Các bác xem chi phí chưa rõ có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0945058115. Còn các bác ở gần có thể xuống dưới cơ sở em dưới Hải Hậu, Nam Định ạ. Để có thể giao lưu với cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Em cũng xin dừng video ở đây. Hẹn các bác ở các video tiếp theo ạ.